Hôm nay mình sẽ chia sẻ làm cái món chân gà, cánh gà ướp để chúng ta làm đồ nướng tại nhà nhé. Nó cực kỳ đơn giản thôi. Ở đây mình có này, một cân chân gà này, một cân cánh gà này. Các bạn làm đơn giản giống mình thì các bạn chỉ cần khía cương khoảng 3 đến 5 phân. Khía như này, vào những cái khớp xương để cho cái cánh gà nó thẳng ra như này. Và khi chúng ta tẩm ướp thì nó sẽ ngấm gia vị và khi nướng thì nó thẳng ra như này. Chúng ta dễ nướng nhé, hoặc dễ xiên vào. Chân gà thì muốn làm đơn giản thì các bạn cũng chỉ cần khía cái chỗ dài dày này thôi. Còn những cái chỗ xung quanh này thì chúng ta cứ ướp lâu thì nó sẽ ngấm nhé. Ở đây có một chân kg chân gà, 1 kg cánh gà. Và bên cạnh này là mình chuẩn bị này. Sả này, tỏi này, hành tím này. Mình đi xay nhuyễn đi. Mỗi thứ khoảng 50g mình đi xay nhuyễn đi để mình ướp vào cùng với ít bột ngọt và một ít này nước mắm thôi. Khi nướng thì mình sẽ vết thêm dầu ăn và mật ong xong. Bây giờ mình sẽ đi xay nhuyễn cái này để mình ướp nhé. Khi mà xay nhuyễn như nguyên liệu rồi nhá thì các bạn đổ hết vào. Xay nhuyễn như này thì nó mới ngấm được chúng ta ướp nhé các bạn nhé. Và bây giờ các bạn cho mình nước mắm. Mình làm rất là đơn giản, chỉ cần nước mắm bột ngọt và dầu ăn. Cứ ướp đậm một chút để khi mà chúng ta nướng ấy thì nó ngấm vào gia vị. Còn cái nước này sau chúng ta sẽ đun lên làm cái nước sốt để chúng ta chấm ấy. Vì 2 cân cho nên mình cho khoảng 3 thìa ăn phở nước mắm. Nước mắm, dầu ăn và bột ngọt. Để nó ăn được cay thì cho thêm ít ớt nhá. Còn không thì không cần thiết. Khi ăn thì chúng ta pha nước chấm cho ai ăn cay thì ăn nhá. Còn bây giờ chỉ ướp để cho nó ngấm thôi. Và khi nướng thì chúng ta tiết nha. Thêm dầu ăn với cả mật ong vào. Nó là chỉ cái món ăn của chúng ta màu nó sẽ đẹp. Còn đây là chỉ ướp để cho nó ngấm gia vị nhá. Ướp như này ít nhất là 2 tiếng nhé, không phải ướp nửa ngày, khoảng 8 tiếng hoặc là ướp qua đêm cho mình nhé thì nướng nó mới ngon nhé. Thế nên là mình đã chia sẻ xong rồi, cách làm rất là đơn giản thôi nhé. Nhưng nhớ là các bạn phải khía cái cánh gà nhé và cái chân chúng ta cũng phải khía ra để cho nó ngấm gia vị. Các bạn mà lột được cái xương ở đây chân như thế càng tốt nhé, thì nó càng ngấm gia vị nhé. Giờ mình sẽ dừng cái clip này đây nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Bây giờ mình cho vào một cái hộp nhé. Và mình sẽ rửa hết cái nước sốt ở dưới như trên như này. Xếp đều 2 cân, nửa cân, 1 cân chân gà hơn cánh gà của gọn như này. Và bây giờ mình đậy vung lại và cất vào ngăn mát tủ lạnh. Sáng hôm sau mình mang đi nướng là được nhé. Rất là đơn giản thôi. Cái này qua đêm thì mình nướng được gia vị ít nhất là 2 tiếng nhé.